Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Livan Sport. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một bài tập yoga power dành cho những người mới bắt đầu. Bởi bài tập này thì sẽ thiên về thể lực nên chắc chắn sẽ giúp chúng ta giảm cân và săn chắc cơ thể rất là hiệu quả. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Cùng Huyền bắt đầu bài tập ngày hôm nay nhé. Hai tay chúng ta đan ra phía sau, xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hít sâu vào, vươn căng lồng ngực, kéo cằm của mình lên, xếp nhẹ hai bàn tay lại. Từ từ, cong lưng hóp bụng, thở ra, thu cằm về cổ và kéo vai của mình về phía trước. Tiếp tục đan hai tay về sau, xoay vai, hít sâu, nâng cao toàn bộ lồng ngực lên. Thở ra, đan tay phía trước, hóp sâu bụng lại, cuộn lưng ra sau. Tách hai vai. Tiếp tục một lần nữa. Hít vào. Chậm chậm thở ra. Một lần cuối, đan tay về sau, xoay vai, nâng ngực. Hít vào. Cố gắng đẩy căng cuống họng của mình lên. Giữ và hít thở đều. 5 4 Xếp nhẹ cơ bụng. 3 Thả lỏng vùng vai. 2 1 Chậm chậm đan tay về phía trước, cuộn lưng ra sau, xếp nhẹ cơ bụng, thở hết ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 3 2 1 Vươn hai tay lên cao. Hít vào, nâng lồng ngực của mình lên. Thở ra, vặn người sang bên phải, tay trái chống phía sau. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng, mắt nhìn theo vai phải. Về giữa nào. Đan tay, hít vào, nâng vùng cột sống của mình lên. Chậm chậm vặn người sang trái, thở ra, mở vai mở ngực. Tiếp tục, đan tay, hít vào, nâng cao vùng cột sống. Vặn người sang phải, thở ra. Tiếp tục, về giữa, hít sâu. Vặn người sang trái, thở hết ra. Cố gắng là vặn cả cổ để chúng ta kéo giãn được toàn bộ vùng cổ bên phải nữa. Một lần cuối, tay vươn lên, hít vào. Kéo căng toàn bộ lồng ngực và kéo giãn hai bên lên sườn. Thở ra, vặn người sang bên phải. Đặt đi tay phải ra sau một chút nữa. Và đẩy lồng ngực để thẳng cột sống lưng. Mắt nhìn ra sau vai. Giữ ở đây. 5 Cố gắng điều hòa hơi thở. 4 3 Mở ngực nhiều hơn. 2 1 Chậm chậm xoay người trở về. Đan hai tay. Hít sâu. Chậm chậm thở ra, vặn người sang bên trái. Ta giữ ở đây và thở đều trong 5 nhịp thở. 5 4 3 2 1 Vươn tay lên qua đầu. Hít vào, nâng vùng cột sống của mình lên. Thở ra, hai tay chống phía trước. Đặt đi đầu gối ra phía sau. Về tư thế con bò mèo. Lúc này ta sẽ căn sao cho cổ tay thẳng hàng với vai và đầu gối phía sau thẳng hàng với hông. Ngón tay giữa thẳng hàng song song với mép thảm và chúng ta xoay hai phần khử tay sang hai bên. Cuộn nhẹ xương cụt, siết cơ bụng nhé. Từ từ võng lưng xuống, hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Thở ra, hóp sâu bụng lại, cuộn lưng lên cao. Cằm thu về cổ, mắt nhìn vào rốn. Tiếp tục, võng lưng xuống, hít sâu. Ở tư thế này chúng ta sẽ siết nhẹ cơ bụng lại nhé. Mở ngực ra nhiều hơn. Thở ra. Chậm chậm xốc vai lên, cuộn xương cụt xuống. Hai lần nữa. Tiếp tục, hít vào. Chậm chậm thở ra. Một lần cuối nào, võng lưng xuống, hít sâu.
vươn căng ngực của mình lên, giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng không rụt cổ như này mà mở vai ra, xốc vai lên ạ. 4, 3, thư giãn toàn bộ vùng lưng. 2, 1, chậm chậm hít vào. Cuộn xương cụt của mình xuống, siết nhẹ cơ bụng vào bên trong, xốc vai lên, thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta dùng chân trái, hít vào, ta đá chân trái lên cao, úp hai mông cân bằng và siết chặt cơ bụng này. Thở ra co đầu gối về phía khửu tay trái, nên lên gần vai một chút thì càng tốt ạ. Tiếp tục hít vào, đá chân, vươn ngực. Thở ra, co gối lại, siết chặt cơ bụng nhiều hơn. Hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào, đá chân, vươn ngực và mắt nhìn về trước. Giữ ở đây, thở đều nào. 4, 3, 2, 1. Chúng ta giữ nguyên, bây giờ chúng ta hạ chân xuống này. Thở, đá chân lên. Nhưng mà hai hông chúng ta vẫn úp, chỉ không được ngửa hông như thế này nhá. 1, 10 lần ạ. 2, thở ra đá chân lên. 3, siết nhẹ bụng không võng lưng. 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi hít vào, co gối về phía khử tay trái, siết chặt vùng cơ bụng, giữ ở đây. 6, cố gắng không dựa vào tay nhé. 5, 4, hít thở đều. 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ đầu gối của mình xuống. Sau đó chúng ta sẽ đổi bên chân phải. Tiếp tục xòe 5 ngón tay của mình rộng ra. Rồi, hít vào, đá chân phải lên cao, mắt nhìn về phía trước, không võng thắt lưng. Thở ra, co đầu gối về phía khửu tay phải nào, siết chặt vùng cơ bụng. Lần 2, hít vào, thở ra. Tiếp tục, hít vào, thở ra. Lần cuối, hít vào, đá chân lên. Giữ ở đây, bây giờ chúng ta đá chân lên liên tục 10 lần. 1, thở, cố gắng siết bụng không võng lưng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Sau đó chúng ta hít vào, rồi co gối lên phía khửu tay nhiều hơn, siết chặt cơ bụng lại, giữ ở đây. 5, cố gắng xốc vai lên nào. 4, 3, gồng chắc cơ bụng nhiều hơn. 2 và 1, rồi chậm chậm bạn hạ đầu gối xuống. Sau đó chúng ta xoay cổ tay để thư giãn phần cổ tay một chút nhé. Rồi chúng ta bắt đầu về tư thế tấm ván. Cổ tay thẳng hàng với vai và chúng ta cuộn nhẹ xương cụt để sao cho cái vùng lưng dưới của mình nó không bị đau. Nào, hít vào, thở ra, đẩy mông lên cao về tư thế V ngược. Hít, xốc vai đẩy về trước sao cho cổ tay thẳng hàng với vai. Thở ra, đẩy đỉnh mông lên cao. Tiếp tục như vậy 4 lần nữa. Hít vào, cuộn xương cụt luôn và chúng ta gồng cơ bụng lên. Thở ra. Tiếp tục. Hít vào. Thở ra. Một lần nữa nào. Hít vào, giữ ở đây. Ta nâng chân bên phải lên. Nếu ai bị hông bị lệch như thế này thì chúng ta hướng mũi chân xuống cho em ạ. Giữ, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó chúng ta đổi bên. Tiếp tục nhấn lòng bàn tay xuống. Hít vào, siết bụng, nâng chân trái. Rồi thở gồng chắc cơ bụng ở đây. 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta đẩy người về sau. Thở hết ra về tư thế V ngược.
dựng 5 đầu ngón chân của mình lên, cố gắng nhấn gót chân của mình xuống. Với những người mới bắt đầu đang căng căng cái kheo ấy, thì chúng ta có thể trùng gối của mình xuống một chút nhé, và hạ vai và dướn đỉnh mông lên cao nhiều. Hít thở đều ạ, 3, 2 và 1. Rồi chậm chậm bạn hạ gối xuống về tư thế em bé, tay xuôi theo thân và ngửa lòng bàn tay lên, chúng ta thả lỏng vai, điều hòa hơi thở của mình một chút. 4 3, hít thở sâu. 2, thả lỏng vai. Và 1. Rồi, chậm chậm bạn nâng người lên. Ta tiếp tục nhấn lòng bàn tay của mình về phía trước, nó có cái vạch lên. Sau đó chống mũi chân và đẩy đỉnh mông. Hít vào, đá chân phải lên cao, hạ vai xuống một chút, úp hai hông. Thở ra, bước chân phải lên cạnh ngón tay cái. Rồi, ta hạ gót chân sau xuống, đầu gối phía trước vuông góc với gót chân. Vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu vào, mở căng lồng ngực, giữ, hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi, hít vào, hai tay ra ngang, xoay hết hông sang bên trái và cuộn cái xương cụt của mình xuống. Mắt nhìn về phía bàn tay phải, giữ ở đây. 4, 3, gồng chắc bụng nào. 2 và 1. Rồi chậm chậm ra thẳng hai chân. Hít vào, vươn hai tay lên, đẩy căng ngực. Thở ra, gập người về phía trước. Cố gắng là không cong lưng ạ. Chúng ta siết cơ bụng và duỗi thẳng lưng. Hít vào, thở ra. Một lần cuối nào. Hít sâu, vươn căng tay của mình lên. Thở ra, gập người về phía trước 90 độ. Giữ, hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Sau đó bạn hạ hai tay về phía trước, hai chân ra sau tư thế tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng, cuộn xương cụt của mình xuống và xốc vai lên. 4, 3, 2, 1. Chúng ta hạ gối xuống, sao cho gần thẳng hàng với hông này. Chống hai mũi chân, đẩy vai về phía trước và hạ ngực cầm xuống. Xuôi mũi chân sau, nằm sấp, xoay vai. Hít vào, vươn người lên rắn hổ mang. Ai bị đau lưng thì chúng ta có thể nhấc xương hông lên một chút và siết nhẹ cơ bụng để bảo vệ phần thắt lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, vươn cằm mở ngực nào. Và 1, thôi chúng ta chống mũi chân, đẩy đỉnh hông lên cao về tư thế V ngược. Giữ ở đây. 5, quáng ép dồn sát vào đùi và đẩy đỉnh hông lên nữa. 4, 3, 2, 1. Chúng ta đá chân trái lên cao, hít vào, xô người về trước, bước chân lên cạnh ngón tay cái của bàn tay trái, thở ra. Sau đó hạ gót chân sau, sao cho hai chân trên một đường thẳng. Vươn người của mình lên, hít sâu vào, rút căng cơ bụng, nâng cao lồng ngực. Giữ ở đây và hít thở đều. Đây là tư thế chiến binh và mình sẽ giữ vững chắc như một chiến binh nhé. 3, 2, 1. Rồi, hít vào, hai tay ra ngang, thở ra. Ta xoay hông về phía bên phải, cuộn nhẹ xương cụt của mình lại. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi, duỗi thẳng hai mũi chân, xoay sang về phía trước. Em sẽ xoay về phía trước như này cho mọi người dễ nhìn nhé. Tiếp tục chúng ta vươn hai tay lên cao, hít vào, rồi thở ra, đẩy hông ra sau, gập người về phía trước, mặt song song với mặt thảm ạ. Tiếp tục, hít sâu, rút bụng, nâng ngực lên. Thở ra, gồng chắc cơ bụng và siết cơ đùi, gập người về trước song song nào. Tiếp tục, hít vào, chậm chậm,
thở ra. Một lần cuối, hít sâu, nâng cao toàn bộ vùng cột sống của mình lên. Thở ra gập người về phía trước 90 độ, giữ ở đây, đặt gồng cái cần cơ bụng của mình lên. 5, 4, 3, siết chặt cơ đùi. 2, 1, rồi chậm chậm bạn xoay người về phía trước và bước hai chân ra sau, tư thế tấm ván thẳng tay. Giữ ở đây và hít thở đều, cố gắng là cuộn xương cụt của mình lại nhé, và siết cả phần đùi, đồng thời xốc vai lên, không để rụt vai ạ. 4, 3, 2, 1, chậm chậm bạn hạ đầu gối, xoay vai về phía trước và hạ ngực cằm xuống 8 điểm. Xuôi mũi chân, chườn người về trước, xoay vai mở ngực, hít vào bạn lên rắn hổ mang, mở vai ra sau. Nếu đau lưng thì chúng ta nhấc xương hông lên một chút ạ. 3, hít thở đều, 2 và 1. Rồi chúng ta đẩy mông lên cao, về tư thế V ngược. Siết nhẹ cơ bụng lại, bạn có thể đi lên một nửa bàn chân để chúng ta cảm thấy đỡ căng vùng kheo chân hơn nhé. Giữ ở đây. 3, 2, 1. Sau đó này, bạn hạ khử tay của mình xuống, hai tay đan vào nhau, đi chân ra sau một chút để sao cho khử tay thẳng hàng với vai và gót chân thẳng hàng với mũi chân. Hít thở đều, siết chặt cơ bụng. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chậm chậm chúng ta nghiêng người sang một bên, ta chống khử tay phải nhé. Khử tay thẳng hàng với vai, chân trái ở phía trên và chân phải ở phía dưới. Rồi, ta khử tay thẳng hàng với lại gót chân luôn. Tay chống ở hông. Nếu như bạn nào mà mới tập mà bị nặng quá thì chúng ta có thể chống tay xuống dưới thảm cũng được nhé. Rồi, hít vào siết bụng, lện. Thở ra xuống 5 lần như vậy. Hít vào, siết bụng, lên mông, gồng chắc phần cơ bụng phía dưới này. Thở, lện. 3, thở ra. 4, thở. Và lần cuối, hít siết cơ bụng lên, giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chậm chậm bạn hạ mông xuống, ta đổi bên, xoay người về phía một bên này. Tay có thể chống ở phía hông, nếu bạn nào nặng quá thì có thể hạ tay xuống dưới thảm nhé. Rồi, hít vào siết cơ bụng, lên mông nè, siết chặt vùng lườn. Thở ra xuống. 1, 2, quán gồng bụng lên ạ. 3, 4, 5. Ok, rồi bây giờ chúng ta ngồi lên một chút nhé. Xoay phần vai, xoay phần vai, xoay cổ tay. Ta đặt hai mông trên thảm cân bằng, sau đó mình ngả người ra sau một chút, lên chân, co đầu gối gần về phía ngực, sau đó siết chặt cơ bụng và duỗi thẳng hai tay. Giữ ở đây và hít thở đều. 10, 9, 8, 7, cố lên ạ. 6, 5, siết chặt vùng bụng nhiều hơn. 4, 3, 2 và 1. Rồi chậm chậm hạn hạ chân xuống, duỗi thẳng cột sống lưng của mình. Tương tự như vậy, lần thứ 2,
Bạn chống tay xuống, lên chân, cuộn xương cụt, gồng cơ bụng và bạn duỗi thẳng hai tay về phía trước. Giữ ở đây cho em ạ. 10, 9, mỗi lần thở ra bạn lại siết vào vùng bụng nhiều hơn. 8, 7, 6, thoáng hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, chậm chậm bạn hạ chân xuống, duỗi thẳng cột sống lưng của mình lên. Hít thở đều và điều hòa hơi thở. Ở động tác này chúng ta sẽ có một mức gọi là nâng cao hơn. Còn nếu như bạn nào mà chưa khỏe vùng bụng thì chúng ta có thể hạ chân xuống nhé. Với những ai tốt chúng ta có thể nâng chân lên và vặn hông sang hai bên này. Ở tư thế này sẽ đốt mỡ vùng lườn. Nếu như ai chưa thăng bằng được, bạn có thể hạ chân xuống và vắt như thế này. Nếu ai bụng khỏe thì nâng chân lên nhé. 10, gồng chắc bụng. 9, 8, 7, vặn cả lườn, cả vai, cả vùng eo của mình luôn. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, bạn duỗi thẳng lưng lên ạ. Hít thở đều. Thời tiết lúc này đang rất là nóng. Chúng ta tiếp tục một lần nữa. Hạ người xuống, cuộn nhẹ xương cụt và siết chặt cơ bụng. Ta đan hai tay vào nhau. Vặn người sang hai bên trái phải. Vặn cả lườn cả eo của mình nhé. 10, nếu ai thấy đau lưng thì chúng ta hơi nâng người lên một chút. 9, 8, 7, hít thở đều. 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, mời các bạn duỗi thẳng lưng, hít thở đều. Chúng ta vừa mới cùng nhau trải qua 20 phút tập mỡ toàn thân. Chúng ta sẽ thả lỏng vai và thả lỏng cơ thể một chút nhé. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Nhấc hai mông phía sau ra. Xoay vai ra sau. Hít sâu vào. Nâng lồng ngực về phía trước và vươn giãn toàn bộ vùng cằm, vùng cổ. Thở ra. Hóp bụng ra sau. Cuộn lưng và thu cằm về hõm cổ. Mắt nhìn vào rốn. Tiếp tục. Xoay hai vai, hít sâu vào, vươn căng người, kéo dài toàn bộ cuống họng. Thở ra, cuộn lưng ra sau, siết cơ bụng của mình lại. Một lần nữa nào. Hít vào, khép sát hủ tay và nâng cằm của mình lên. Thở hết ra. Một lần cuối, xoay vai, nâng cao toàn bộ vùng xương ức phía trước lên, kéo giãn toàn bộ vùng thân phía trước, giữ ở đây và hít thở đều. 5, hít chúng ta lại dướn lồng ngực của mình lên để kéo giãn thân hơn nữa. 4, 3, 2, 1, rồi hít vào. Bạn cuộn lưng ra sau. Thở hết ra, thu cằm về cổ nào, giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1. Hai tay đặt ở vai, ta xoay nhẹ phần vai. Xoay ngược lại. Nghiêng đầu sang hai bên. Đã không bị mỏi cổ nhé. Cảm ơn các bạn đã luyện tập cùng Huyền Nguyễn đến cuối buổi và hy vọng các bạn sẽ thích bài tập này. Ở bài tập Yoga Power được Huyền thiết kế để giúp cho những bạn mới bắt đầu có thể luyện tập được dễ dàng và tăng cường được sức bền của cơ thể. Mọi người hãy cố gắng luyện tập hàng ngày để đạt được hiệu quả cao nhất nhé.
Và nếu như các bạn thích bài tập thì hãy theo dõi và ấn đăng ký kênh để khám phá thêm những video khác nhé.